ôi sao vậy, cái mắt liên quan gì đó tao ba mày thấy không, nghiệp cái nó nói được nghiệp nó quật mà ba mày nghiệp tự vành môi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Papi. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Papi sẽ chơi Roblox Escape the Laundromat. À, thì hiện tại bây giờ mình và Papi đang ở trong tiệm giặt ủi. Hết nước, qua hỏi thằng Kia nhà nó có nước không, qua giặt đồ ké mà quỷ Kia nó kêu nhà nó hết xà bông. Lụ đạn này chứ. Ủa, thằng nhà hết nước, thằng nhà hết xà bông vậy? Sẵn là hôm nay rảnh hai thằng dắt nhau ra tiệm giặt đồ. Đã, cái dắt nhau thiệt, dắt quần áo ra thôi ba, chứ dắt nhau ra làm gì, dắt nhau ra làm tế không nọ. Rủ nhau dắt ra tiệm này, ok. Ờ, vậy đi, ừ nói cho gõ, dắt hai thằng dắt nhau ra ra đây làm gì? Dắt nhau tung tăng. Đấy chứ, nhưng mà ai về vô cái đây thì bị cái tên quản lý của lộn, cái tên chủ tiệm này nó chặn lại luôn rồi. Đó, cái thằng áo đen nè, đó, thấy Sida không, thấy cái mỏ của ông này không Sida rồi đó. Đó thì bây giờ chị Nhi nó khóa cửa luôn mọi người coi nè, nó làm như là sắp động đất sóng thần gì á, những chờ nó đóng cửa bằng thanh gỗ, nó đóng chặt cửa giờ không đi đâu được luôn. Vãi, ê ba mày cái hình như cái máy giặt này nó chảy ra cái nước gì đỏ lè mày. Cái giặt này nó bị hư á mày, mày biết sao không? Cái này là hiện tượng này là dạng như là nó giặt nhiều đồ quá mà nó không có xúc rửa rồi xong chọc đầu luôn, thấy ghê không? Cái đầu không, tao nhảy lên trên máy giặt mà tự nhiên cái nó đẩy con qua một bên chết luôn, cái thứ gì á. Tao nói rồi, cái này là do nó không vệ sinh á, ông quản lý này không vệ sinh á, nên là nó dơ á, nó rớt ra toàn là axit với đồ dơ, vi trùng, vi khuẩn không à. Ủa ghê quá rồi, chạy đầu luôn, thấy không? Ở đây, ở đây có nguyên cái ống thông gió nè. Em ở đây mà thấy được cái là gì phải không? Nó giặt đồ xong nó bỏ hết đồ mình vô trong cái bịch ni lông á, nó gói lại nhìn nó sạch ra đó kìa, ở cuối đường kìa. Cái đó là ủi ba, sau khi ủi xong nó mới được vậy á, chứ bình thường làm quá gì được vậy? Không có cho bụi nó không vô á. Ừ, thì đúng là, ủa, cất thúi con nào vậy, ở cất thúi con bà mì là chắc luôn. Thúi mà chấm bóc vậy ba? Thì giặt rồi mà vẫn thúi, chỉ có mày thôi. Mà chân nào mà bự dữ vậy, đôi tóc mà nó bự bằng người tao luôn đó ba. Thì ai biết được, mày có sở thích kỳ lạ luôn, ai biết được. À hiểu rồi, cái này là đôi tóc của con kia, mỗi lần nó ngủ là nó lấy, nó chùm vô nó ngủ với mày, người ta cái túi mà. Mỗi lần người ta đi biết tiếp cho mọi người, người ta chui vô trong cái túi ngủ á, còn kia nó chui vô trong đôi tất ngủ. nó đánh rắm chỏng nên là nó không có bay mùi ra được, bởi vậy đôi tất nó thúi. Trời đâu, vậy cũng được đó hả? Không tin luôn, không tin là nó chém gió tới mức mà nó quất hành bảo luôn. Ghê thật. Thôi, đó đó, bây giờ mình sẽ đi tìm chìa khóa ra mà mình đi vô cái này thôi. Một đứa tìm rồi nguyên đám có được đi vô chung không ta? Đâu đây coi thử coi, này, ra đây, coi thử nè, ra đây. Rồi, tao lấy rồi nhưng mà tao không mở. Mở nha, ok, ra ké. Ok, được luôn nè. Vậy mày đi lấy chi cho mệt ngựa, cho ngựa bà ấy, trời, thiệt cần chứ. Ê mày, ở đây có đồ này, giờ tao lấy tao mặc. Ờ, đồ nữ má ơi. Ủa, sao biết đồ nữ? Nhìn nè, cái cổ trần do với cái áo xẻ xuống một xíu, giờ cái... Nói chung là nhìn cái form này form nữ đó mọi người. Chứ không có một đực nào mà mặc bộ đồ nhìn nó. Ủa lỡ form này form bóng sao? Ôi cái gì vậy? Ơi khứa đụng vô bộ đồ chết kìa ba. Ê cái này hình như là nước xà bông á. Ồ. Ô chết chịu quá te. Nè không có đứng yên một chỗ này đó, trời ơi. Rồi thanh niên chết. đụng ngay đôi cất thúi của ông ba mi ngắt luôn. Ghê thật. Ok, thì ở nhà các bạn á, có bạn nào mà mỗi lần mùa mưa tới hay là gì á, thấy nước tràn vô á, cái lấy xà bông á, thả xuống nước á, bắt đầu cái chơi trượt banana mọi người. Trong nhà cắm làm hoài ba. Nhỏ mình là chuyên gia luôn, mỗi lần, đúng rồi, trong nhà tắm, mỗi lần tắm xong á, lấy xà bông, đổ ra, xong lấy chân á, chà cho nó chơi, xong ngồi xuống trượt. Vâng, tuổi thơ lạ lùng á. Đúng rồi, thôi chờ mình không có điều kiện đi sân trượt tuyết nên mình phải chơi. Ủa? Ê Bami, sao trong tiệm giặt ủi mà nó có nguyên cái chỗ phòng may là sao? Đứa nào rách đáy may hả? Hiểu rồi, ở đây là dành cho những khách hàng giống mày á kìa. Ủa sao vậy, cái mắt. Liên quan gì đó tao ba mày thấy không? Nghiệp, cái nó nói được, nghiệp nó quật mà Bami nghiệp tự vành môi. Bởi vậy mà nó mới vừa chưa nói xong là nghiệp nó quật mình, Bami nó ngã liền. Đây là căn phòng dành cho những khách hàng giống kia nha. Ví dụ như mà quần áo mà quần nghiệp quật tiếp nè, nghiệp quật tiếp nè. Ủa không quật nữa hả? Rắm rách ít quần là vô đây sẽ có dịch vụ may quần. Trà đụ. Chạy luôn hả?
nên là mọi người sẽ thấy những cái lỗ ở trên tường thấy không, có những cái mảnh giá hình vuông to to á, đó là nó tác ra, nên là phải giá là nguyên cục bự vậy đó, để mình dí em ra mình coi coi đít nó có dít nó giá không. Này coi đi nè, không đít coi mọc nguyên cái đuôi ra chứ có gì đâu ba, làm quá. Bởi vậy kia ơi, cái gì bự vậy? Holy moly, cái thằng này nó bự dữ bị. Hi, chỉ có đường đi duy nhất thôi là phải nhảy vô trong cái họng của nó. Chứ bây giờ không nhảy vô được cái họng của nó là không đi đâu được. Anh đang đi sau lưng mày có đường thứ hai để đi luôn nè. Ủa đường nào vậy? Nhảy xuống dưới chứ. Vậy cũng một đường duy nhất thôi ba. Quá trời, okay. Heo mày làm quá thiệt tình. Em không biết ông có bao nhiêu cái răng không bị hở, chứ không bị hở lợi. Ở đâu răng ổng đủ 32 cái đều mà. Ủa này 32 cái tao cũng không nghĩ ra được 32 cái chỗ nào luôn á. Tao không biết cái nào răng cửa luôn không anh. À. Dính răng chừng, răng gì đều như bắp vậy. Và mi răng gì mà đều như bắp vậy. Ok đi cái mà. Ôi ông này là phù thủy này chắc luôn. Biết sao biết phù thủy không? Chỉ có phù thủy mới có cái lưỡi mà bị mụn nhọt như thế này. Cái này cái họng với ba cái này là ổng bị đau họng, ba họng nó bị sưng từng cục lên á. Ủa đây cái lưỡi mà sao cái họng được ba? Lưỡi gì mà dài thòn lòn mà ngắn ngủn vậy, á lộn ống nhôm vậy? Thì đúng rồi, cái lưỡi cái mày nghĩ cái đó là cái gì, cái họng đâu phải cái họng. Ồ chắc là vậy, có lẽ là vậy. Vậy nè không, đây là tí nước bọt của ổng nè, không nước bọt cái mức mà mọc ra hành rêu được luôn nè. Có tí nước bọt nằm ở dưới cái lưỡi kìa ba. Ta thấy nguyên một cái hồ nước bọt nằm ở dưới lưỡi ổng luôn á ba. Nước miếng. Này là đờm, đây là đờm, mày thấy đờm dính tường không? Ghê quá, nói chung là ông này ông ơi dơ quá, hèn gì ông bị khùng đúng rồi. Ôi, thấy vãi chữ rồi ơi. À, bộ xử lý nước bọt hả? Ô, cục xịt, chưa bao giờ thấy cục xịt màu xám như thế này. Kìa mày, gì từ miệng mà ra xịt luôn nhanh vậy? À, bởi vậy cái người, cái thân hình của ổng có chút xíu à. Bởi vì ông này ổng là quỷ đúng rồi, chứ mà ổng có người đâu. Ủa gì kỳ vậy, sao họ ra hồi tới gặp ổng nữa? Ủa? Ủa vậy tao mày ra bằng đường nào của ổng vậy? Vậy là theo thuyết âm mưu thì ổng núp. À, tao biết rồi, tao biết rồi đây nè, đó. Mày thấy cái chỗ cả mày đang đứng bên kia không? Cái chỗ mà thằng kia đang đứng á, thấy không? À, đó, tao với mày chui vô cái bàn tay của ổng đi, hồi ra cái bàn tay bên này đi ra ngoài, đó xong. Ba nào có răng ba? Thì suy nghĩ đi. Nói là ổng nuốt mình vô bằng miệng, sau đó mình đi từ thuyết âm mưu từ miệng đi qua lỗ tai bên trái, xuyên qua lỗ tai bên phải qua bên đây. Ủa lỗ tai hay bàn tay ba? Cái đang nói bàn tay mà. Lỗ tai sau đó đi xuống cái vai và đi chuyển ra bàn tay. Ủa vậy hồi nãy cục xịt đó ở đâu ra? Tai. Ủa cục xịt ở lỗ tai hả? Ấy lỗ tai á, mày hiểu mày biết cái rái tai không? À biết. Người ta hay gọi là cứt rái đó. Rái chứ. Ủa đây bên nào vậy ba, đi bên nào vậy? Xa lánh á, qua xa lánh á. À xa lánh á, ok màu đỏ luôn nè. Hai màu xanh lá của mày màu đỏ của tao. Ồ thoát ra được bên ngoài rồi. Ủa ra được bên ngoài luôn rồi hả? Ủa chưa? Trời đất. Trời đất ơi, dẫn ra ngoài chứ. Làm tao mừng hụt. Cái giống cửa thần kỳ ghê mày. Ê mày sao bông nhặt đồ mà sao nó có hai màu, mày tao nghĩ là cái gì nước xả á. Thì cũng giống như kem thôi, kem nó có kem dâu, kem bơ, kem gì đó này nọ, đủ thứ kem hết á. Bây giờ ê. Ủa sao tự nhiên nó chết vậy? Ghe nó chui vô mới giặt của con ta, bị mới giặt giặt chọc đầu luôn rồi. Nãy giờ ghe nó chọc đầu hai lần rồi đó. Rồi không nên luôn. Hồi nãy hồi trong những cái giặt này sẽ dẫn mình ra ngoài. Ê bơi, hồi nãy là có thấy bên này nè, đó bên này có một chỗ này, thấy không? Ta thấy mấy thanh niên kia đi vô trước rồi. Ở sao đây có cửa để ta vô thử là được không? Không được khóa rồi. Thanh niên này chơi dơ. Ok ta chui ra chung đây. Ok cậu, ủa? Ra ngoài luôn rồi hả? Ủa chỗ này không ra được hả? Ủa? Mày gian chân gian thôi được không? Chân gian thôi, không được. Ủa sao nãy ta thấy thanh niên kia ra được ta? Tính ra tới nhà luôn rồi mà nó không cho mình vô nhà luôn á ba, nó bắt mình nhảy vòng vòng nhảy tưng tưng luôn á. Ba hay trường làm khó nhau nha. Ôi hồi nãy giờ tao quên mất là không đi tìm cái cục cục xì lầu Black á. À bây giờ tao chạy ra đây coi tao đi, họ tao kiếm được cục đó không? Ê, tao nhớ để tao có thấy qua một lần mà tao quên mất khu nào rồi. Mày nhớ khúc nào không? Không nhớ ba, tao nhớ tao nói làm gì nữa. Thấy không?
Bây giờ cái này là chỉ có nước là đi tham quan và là tham quan này tham quan gì trời đi về nữa mà không biết nhà đâu về luôn á. Cái nhà xung quanh đó mà nó cản là nó không cho đi. Ở đây nó toàn làm nhà theo khối nên là không có chui được đâu. Ờ. Phải chỉ có cái lỗ chui vô. Ấy nó có cái đuôi gì trên đây nè cô. Đâu. Không hay là cái cổng dây điện hay cái ống nước hay là cái đuôi vậy ta? Mày đang ở đâu mới được, tao có thấy mặt heo mày đâu. Tao nè, tỉa tưng tưng đây nè má. Tưng bên phải nè đó. Ủa cái đó là cái gì vậy? Cái nữa, nhìn giống như cái đuôi của đứa nào á hay gì? Ủa phải cái cục này hình vuông. Không, cục này hình... Ôi, Vami nó nhìn hình này ra hình vuông cũng hay ha. Đâu, không trong cái này ra một cái hình tròn quay mà nó ra hình vuông cái thứ gì á. Sao của tao ý là hình tròn quay nhưng mà cái cạnh của nó, cái cạnh nó cạnh vuông. Thì mày có thể hiểu đó là cái nhẫn mà. Ngộ. Con khứa kia đang đứng mình bên kia kìa cô. Thấy không? Ồ, có gì mới nè. Ủa sao ta chứ hả? Bà thấy chưa? Ủa đâu ra lòi ra cái thằng này vậy trời? Ừ đứng góc mình á, mình ơn nó thấy ngộ ghê ta. Ủa thằng này cắt giả mà. Trời đọt. Thiệt tình chứ. Ok, dừng clip đi cô. Ok các bạn, thì mình bước ra sẽ lại hỏi thanh niên này xong sẽ dừng video đây thôi. Thì các bạn thích video này thì nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.